tiên bật CapCut lên và thêm những video mà chúng ta muốn làm hiệu ứng nhé. Video đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh nó về 1,4 giây. Những video tiếp theo thì chúng ta để là 2,4 giây nhé. Sau đó là gì? Đến đoạn cuối của video đầu tiên, bấm vào nó chọn dừng hình này, chuyển nó thành lớp phủ và chỉnh nó về 2 giây. Đoạn này mình sẽ bấm vào nó chọn hình thoi đầu tiên, thêm một hình thoi khác, chúng ta sẽ thu nhỏ lại, quay sang trái hoặc sang phải tùy chúng ta, và điểm cuối cùng bấm vào nó chọn hình thoi, kéo nó xuống dưới, nó sẽ hiển thị như này. Chụp ảnh này, thu nhỏ này, nó đưa xuống này. Bây giờ vào mục hiệu ứng này, chọn hiệu ứng video này, chúng ta vào mục khung này và chọn đây khung ảnh, mở nó, chọn vật thể, chọn lớp phủ. Sau khi ra ngoài thì mình chọn một hiệu ứng, chọn hiệu ứng video, chúng ta vào mục cơ bản này, chọn tiêu điểm máy ảnh một này. Chúng ta sẽ làm tương tự với các video khác ở phía sau nhé. Sau đó thì chúng ta vào mục âm thanh này, chúng ta chọn đã trích xuất. Sau khi nhập nó vào, chúng ta bấm vào nó, chọn khớp này, chọn tạo tự động này, chọn dấu tích này. Đây chúng ta căn căn chỉnh làm sao những cái lớp phủ và hình ảnh ấy nó khớp vào đúng những cái đoạn chuyển nhạc này được.